Vâng, xin kính chào quý khách hàng thân yêu của Enica Việt Nam. Em là Khải, người sẽ đồng hành cùng với các bác trong chương trình giới thiệu xe lần này. Đứng bên cạnh em Khải đây là một mẫu xe Kia Celato đời 2010, 1.6 AT 2010 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Vâng, em Khải thì rất thích review, giới thiệu cho các bác những sản phẩm nó cổ điển nhưng mà nó cực kỳ là bền, cực kỳ là được yêu thích tại thị trường Việt Nam. Rất thích luôn nhá, đi Celato 2010 bây giờ phải nói là đảm bảo là bao phê, bao sướng cho các bác luôn. Dòng xe nhập khẩu, tư nhân, một chủ. Xe này thì sản xuất năm 2010 nhưng mà lại đăng ký vào tháng 12 năm 2011. Tức là các bác bỏ ra số tiền của năm 2010 nhưng mà được sở hữu một mẫu xe bắt đầu lăn bánh vào tháng 12 năm 2011. Ok, chúng ta sẽ đi tìm hiểu luôn mẫu xe Kia Celato 2010 nhập khẩu Hàn Quốc ngay bây giờ. Vâng, thưa các bác, một mẫu xe tư nhân một chủ từ đầu mà lại biển Hà Nội thì các bác phải nói là chất xe nó tuyệt đẹp là như thế nào rồi. Và tất nhiên mẫu Kia Celato này đã được Enica kiểm định rồi, cam kết cho các bác về hệ thống khung gầm, động cơ hộp số là nguyên bản 100%, xe không thủy kích gầm nước. Rồi, chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần ngoại thất của mẫu Celato 2010 một chủ và xe chạy được 8 vạn rồi, xem chất xe nó còn như thế nào. Đầu tiên về phần ngoại thất thì ở đây các bác có thể nhìn thấy đấy, xe thì cũng đã được sơn tỉa qua một chút rồi. Phần cụm đèn pha cũng có dấu hiệu hao mòn theo thời gian là nó đã bị ố đi một chút rồi. Đó, ở đây nó không phải ố vàng mà nó kiểu như là ố nó mờ mờ đi một chút thôi. Thì cái này nó cũng không tránh khỏi được. Và nếu mà các bác muốn đẹp hơn nữa để nó tăng cái công năng chiếu sáng của trên cụm đèn pha thì chúng ta có thể sử dụng dịch vụ sụp lại đèn pha thì nhìn nó sẽ mới và nó sáng hơn. Đây, phần mặt ca lăng, phần nhựa ở nó này cũng còn khá là chắc chắn. Rồi những cái phần viền bạc xung quanh. Ở đây thì trời nó đang mưa nên nó hơi đọng nước ở đây. Viền bạc xung quanh này. Đây các bác nhìn thấy nhá, độ sáng của nó còn khá là tuyệt vời luôn. Rồi phần cản thế này, phần cản nhựa bằng dưới khá là chắc chắn luôn. Tất nhiên thì nó cũng không thể tránh được những cái vết xước sát. Ở đây Enica là bán xe theo mô hình ký gửi, tức là gần như là xe có như nào thì bán theo đúng hiện trạng. Rồi, thì các bác đi khi mua xe tại Enica thì các bác sẽ cảm nhận được là xe chủ đi có giữ gìn hay không. Thì đầu tiên thì các bác nhìn thấy đây, cái phần cản dưới này nó có một vết xước khá là to ở đây. Đó, thì Enica bán xe ký gửi nên là xe có như nào thì bán đúng như thế. Rồi, cái phần đèn gầm cũng có hiện tượng ố theo thời gian. Chúng ta cùng sang phần phía thân xe này. Đây, trước khi phần phía thân xe thì các bác có thể nhìn cái phần cabo của chiếc Celato này nhá. Nó cũng chưa có bị bóp méo gì cả, nó vẫn còn nguyên bản luôn. Phần kính lái thế, nguyên bản chưa thay, kính vẫn còn kính zin luôn của nhà sản xuất. Ok, chúng ta cùng sang phần phía thân xe. Cũng như thường lệ thì chúng ta sẽ xem về phần la răng trước. La răng của chiếc Celato này khá là to. Em nhớ không nhầm là nó kích thước đây, em giờ 17 inch nhá. Toàn bộ là hệ thống phanh đều là phanh đĩa hết, có công nghệ phanh ABS và có cả công nghệ phanh EBD rồi. Đó, la răng khá là mới và sáng này, rất là chắc chắn luôn. Ba chấu nhìn khá là khỏe khoắn luôn. Tiếp theo nữa là những cái phần lòng vè bằng nhựa bên trong này, nó rất là chắc chắn luôn, nó chưa bị bong gì cả. Đây là những cái đinh vít vẫn còn nguyên bản nhà sản xuất này. Hệ thống ba bu lê bên dưới thế nguyên bản luôn, chưa có bị đâm đụng nó ảnh hưởng, bị bóp méo gì cả. Mà kể cả ví dụ nó có bị bóp méo một chút cũng không vấn đề gì. Khi mà mình leo lên vỉa hè thì những cái phần này nó thường tiếp xúc với phần gờ vỉa hè, nó sẽ bị bóp méo một chút. Nhưng ở đây thì em đánh giá này, chủ xe rất là giữ gìn nhá. Những cái phần sơn sần bên dưới này nó vẫn còn nguyên zin này. Rồi, phần ba bu lê bên ngoài nó còn nguyên bản thì nói gì đến hệ thống khung ở bên trong. Đây, phần cánh cửa này mở còn rất là chắc này. Nó hơi kêu một tí bởi vì cái thanh giới hạn này đang bị khô dầu. Cái này thì các bác có thể tra dầu, tra mỡ vào là nó hết ngay. Đây, phần ba bu lê bên ngoài nó nguyên bản thì tất nhiên những phần khung bên trong, ví dụ như cột A, cột B, đó, mọi thứ là hoàn toàn nguyên bản. Ở đây thì xe nó còn rất là ngon nên em không muốn bóc cái này ra. Đây các bác nhìn ạ, đinh tán của nó này vẫn còn nguyên zin nhá. Rồi, các bác mua xe ở Enica thì yên tâm về những cái hạng mục như này, Enica cam kết đầy đủ luôn.
Đây phần gương chiếu hậu nữa. Gương chiếu hậu của trên mẫu xe này thì cũng được trang bị là chỉnh điện và cập điện rồi. Cách đây 11 năm mà đã được trang bị khá là nhiều các công nghệ. Và trên gương chiếu hậu này cũng được trang bị thêm một dải đèn LED báo rẽ ở đây. Đó, các bạn nhìn thấy không? Em đang bật cái đèn xi nhan đôi, chúng ta nhìn thấy. Rồi tay nắm cửa mạ chrôm khá là sáng. Cái phần hõm bên trong cũng không bị xước sát gì cả. Và ở trên đây thì các bác cũng nhìn thấy đây, có một nút bấm mở cửa. Đấy, hay gọi là nút bấm keyless entry. Và đây chính là chiếc chìa khóa thông minh năm 2010 mà đã được trang bị một công nghệ khá là tuyệt vời như thế này rồi. Ok, chúng ta cùng ra phần phía cánh cửa hàng ghế sau. Cánh cửa hàng ghế sau đây, các bác nhìn thấy đây, cái phần ghế của nó này, chất xe hơn 8 vạn, ghế rất là căng, khá là đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Đây em ngồi thử nhá, hạng C mà, tất nhiên là rất là rộng rãi rồi. Rồi tiếp theo nữa là chủ xe cũng đầu tư cũng tương đối, ví dụ như cái phần sàn da bọc xe rồi nên là nó rất là sạch đẹp. Bên trên có một cái tấm rối này nữa, rất dễ dàng vệ sinh. Cách đây 10 năm mà để sở hữu một mẫu xe Lato này thì các bác cũng yên tâm là chắc chắn là chủ xe cũng là một nhà mà gọi là thương gia hoặc là có điều kiện. Đó, ok. Để sở hữu mẫu xe này năm 2010 nó đâu đó các bác phải bỏ ra khoảng số tiền hơn 700 triệu, khá là lớn luôn. Đây, xe Lato nhập khẩu nhá. Rồi tiếp theo nữa là phần đuôi xe. Đuôi xe thì toàn bộ phần hệ thống bộ đèn hậu phía sau cũng là nguyên bản, chưa có bị nứt vỡ gì cả, nguyên zin hết. Phần cản dưới bên này thì cũng đã được sơn tỉa lại rồi, nó không bao giờ nó tránh được. Rồi xe được trang bị là 4 mắt cảm biến lùi, zin theo xe. Phía bên trên này thì các bác có thể nhìn thấy đây, đây chính là mắt cam lùi. Đó, mắt cam lùi. Xe Lato này, ở đây thì các bác có thể nhìn thấy đây là Toyota Hoàn Kiếm, tức là chủ xe cũng thường xuyên bảo dưỡng tại Toyota chính hãng Hoàn Kiếm luôn. Rất là đẹp luôn. Đó, thế thôi. Chúng ta cùng xem qua phần trái tim của chiếc xe này một chút nhé, để các bác xem là một chiếc xe nhập khẩu và tư nhân một chủ, xem chủ đi có giữ gì như không, như thế nào. Xin mời các bác xem phần động cơ giúp em. Vâng, thưa các bác, một chiếc xe mà được đánh giá độ bền của nó thì người ta sẽ đánh giá vào chính khối động cơ này. Thì ở đây bên em đã kiểm định rồi, khối động cơ của mẫu xe Lato chạy được 11 năm và chạy hơn 8 vạn. Khối động cơ của mẫu xe này nó hoàn toàn là nguyên bản luôn, kể cả những cái phần nắp giàn cò cũng chưa bị tháo lắp ra. Ở đây các bác nhìn thấy nhá, phần mặt máy này nó còn rất là sáng sủa luôn, không có bị ẩm dầu hay chảy dầu gì cả. Kể cả những phần ốc chân máy này nhá, bình thường là có những dòng xe khác chỉ tầm độ khoảng 3-4 năm sử dụng thôi là đã phải cầu máy lên để thay cái cao su chân máy này rồi, thì nó là chuyện bình thường. Nhưng mà ở đây nhá, các bác nhìn này, một mẫu xe chạy 11 năm, cái phần ốc chân máy nó còn chưa thay cơ. Rồi, ok. Xe được trang bị công nghệ trục cam kép thôi, DOHC 16 van bí thiên. Đó, phần máy các bác nhìn thấy không? Nó rất là êm, không bị rung mấy nhá, không bị rung. Rất là êm luôn. Hiện tại thì em đang để nổ và bật điều hòa, máy cực kỳ là êm. Đây, và khi chúng ta đóng nắp capo lại nhá. Rồi. Xe nhập khẩu khác cái phần nắp capo rồi. Nó rất là nặng luôn, nếu mà các chị em phụ nữ mở là cũng hơi vất vả một chút đấy, em nóng này. Đó, đây nhá, em dí sát mic rồi. Các bác nghe đấy không? Gần như là không nghe thì tiếng động cơ luôn. Động cơ của Kia rất là êm luôn nhá. Và tiếp theo nữa thì là những cái đồ phụ tùng thay thế của những dòng xe Kia này, nó vô cùng là rẻ và vô cùng là sẵn hàng, mình không cần phải chờ đặt hàng gì cả, rất là hay luôn. Rồi, phần cuối cùng mà em muốn giới thiệu với các bác đó chính là phần nội thất và trang thiết bị bên trong chiếc xe này. Xin mời các bác. Vâng, thưa các bác, nói đến xe Lato nhập khẩu 2010 thì chúng ta không thể nói đến về các trang thiết bị được đầu tư ở trên xe. Đầu tiên các bác có thể nhìn thấy đấy, phần trần xe thì được trang bị cả cửa sổ trời nhá, cửa sổ trời chỉnh điện này. Đó, trời mưa nhỏ nhỏ này, mở cửa sổ trời thế này, chở bạn gái đi rất là thích luôn, cảm giác rất là sướng. Tiếp theo nữa là cái phần trần xe là trần nỉ nguyên bản đấy, các bác nhìn không? Người ta đi rất là giữ gì nhé, chủ xe đi cực giữ luôn này. Trần xe rất sạch đẹp này, sáng sủa luôn, không bị xù lông xì lết gì cả. Rồi tiếp theo nữa là xe được trang bị phần gương chiếu hậu là chỉnh điện luôn này.
Rất là hay luôn, kể cả một vài mẫu xe hạng C đến bây giờ vẫn chưa có công nghệ này, nhưng mà trên mẫu xe Lato đời 2010 đã có rồi nhé. Rồi chúng ta cùng sang phần phía táp lô. Phần phía táp lô này, ở đây thì các bác nhìn thấy đây, xe được một trang bị một đầu đĩa CD nguyên bản 6 đĩa và 6 loa luôn. Đây chúng ta cùng nghe. Có người nói là một. Hơi tiếc một chút, ở đây thì không có đĩa CD để em thử luôn cho các bác luôn, nghe cực hay luôn, rất hay. Rồi bên dưới này thì chúng ta có nhìn thì đây, cụm điều hòa tự động luôn nhá, auto này. Đấy. Quá nhiều công nghệ trên chiếc xe này luôn, auto. Rồi. Vô lăng, cần số đây. Cần số của chất xe hơn 8 vạn và một chủ, nó rất là đẹp luôn. Ghế da thì vừa nãy em cũng nói rồi, ghế da căng đét luôn này, rất đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi, trên phía vô lăng này thì được trang bị công nghệ là trợ lực điện, nhưng mà cảm giác nó rất là đầm nhá, rất là đầm này. Trợ lực điện, và trên phía vô lăng này được trang bị một vài phím bấm điều khiển âm thanh, hệ thống giải trí ở đây. Và cũng khá là hay nữa là được có cả lẫy chuyển số ở đây. Mọi người nhìn rõ không ạ? Có cả lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng. Rồi, phía phần cần đèn này thì các bác có nhìn thấy auto đây không ạ? Rồi, xe đã được trang bị luôn cả đèn pha là đèn pha tự động luôn này. Nút đèn nổ start top này, chìa khóa thông minh thì vừa nãy em đã giới thiệu rồi. Khá là nhiều công nghệ luôn. Rồi, tiếp theo nữa về công nghệ an toàn thì ở đây các bác được nhìn thấy đây, xe được trang bị là hai túi khí hàng ghế trước, có phanh ABS, EBD, có cả cân bằng điện tử rồi, rất là hay luôn. Gương chỉnh điện các thứ đầy đủ. Ok. Đấy, nói đến xe Lato là chúng ta phải nói đến về các trang thiết bị tiện nghi ở trên xe. Vâng, thưa các bác, xe Lato năm 2010 nhập khẩu Hàn Quốc, một mẫu xe cực hiếm trên thị trường và một mẫu xe lái rất là thích luôn, mặc dù đã 11 năm sử dụng rồi nhưng mà chủ xe đi rất là giữ gìn, phần động cơ vẫn còn nguyên bản luôn, không có hiện tượng bị chảy dầu hay gì dầu gì cả. Rồi, các bác muốn quan tâm đến mẫu xe này, xin mời các bác hãy đến ngay địa chỉ là Enica Long Biên số 3+5 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội để trải nghiệm lái thử mẫu xe này. Và chắc chắn rồi, các bác sẽ phải lái thử thì mới cảm nhận được cái độ sướng, độ bền bỉ, cảm giác lái của mẫu xe này. Rồi, hiện tại thì mẫu xe này bên em đang chào bán là mức giá là 328 triệu đồng. Xe đăng ký tư nhân một chủ tháng 12 năm 2011, biển Hà Nội từ đầu đến cuối luôn. Rồi, các bác quan tâm đến mẫu xe, xin mời hãy gọi ngay cho em Khải theo số điện thoại là 091-124-1881 để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp về chất lượng, thủ tục mua bán chiếc xe này. Rồi, em Khải xin chào các bác và hẹn gặp lại chương trình giới thiệu xe lần sau.